Chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Anh, tôi đến từ trung tâm đào tạo làm gốm cơ bản Sông Hồng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật cơ bản để tạo hình làm gốm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các dụng cụ cơ bản để tạo hình. Đầu tiên là bàn xoay. Bàn xoay là một dụng cụ không thể thiếu trong tạo hình gốm thủ công. Thì đối với bàn xoay thì có hai loại. Loại thứ nhất là loại bàn xoay bằng kim loại. Các bạn nhìn, gồm hai phần, cấu tạo gồm hai phần, phần chân nến và phần mặt bàn xoay. Bàn xoay thứ hai là bàn xoay thành cao, thì cấu tạo cũng gồm hai phần, phần chân đế bằng kim loại và phần mặt bàn xoay bằng thạch cao. Thạch cao này được trộn với một công thức đặc biệt để tạo được rắn chắc cho bàn xoay. Thường chúng tôi sẽ dùng bàn xoay thạch cao để tạo hình sản phẩm. Bàn xoay thạch cao thì có cấu tạo vững chắc và các bề mặt đủ rộng, khi tạo hình sản phẩm sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra với bàn xoay kim loại thì với một số học sinh thích sử dụng những cái dụng cụ nhỏ sinh thì vẫn có thể tạo hình sản phẩm. Tuy nhiên khi tạo hình thì sử dụng bàn xoay thạch cao có độ chính xác cao hơn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn dụng cụ chỉnh sửa trong quá trình tạo hình sản phẩm. Với dụng cụ chỉnh sửa thì có rất nhiều dụng cụ khác nhau, nhưng trong quá trình tạo hình sản phẩm cơ bản ta chỉ cần sử dụng 4 dụng cụ như trên tay tôi đang cầm là có thể làm tốt quá trình tạo hình sản phẩm. Dụng cụ thứ nhất là dụng cụ cắt đắp nguyên liệu. Dụng cụ thứ hai là dụng cụ cắt. Dụng cụ thứ ba là dụng cụ gọt. Và dụng cụ thứ tư là dụng cụ để làm mịn sản phẩm. Thì chi tiết cách sử dụng của các dụng cụ thì tôi sẽ nói rõ hơn trong quá trình thực hành. Là những dụng cụ cơ bản để chúng ta tạo hình sản phẩm. Ngoài ra chúng ta còn cần sử dụng nước để làm mềm tay và mềm đất. Và sau đây chúng ta sẽ vào từng bước để tạo hình sản phẩm.